Dạ Nam nha, tối nay em bán full một bộ máy Exeter 150 cực đẹp đời cao đời 27 nha, máy đời 27 nha. Thì giá cho full cục máy Exeter cực đẹp đời 27 này em bán là 11 triệu nha. 11 triệu nó bao gồm full cục máy, nói chung là full cục máy, full dàn điện, thùng xăng lớn, boe, két nước, nói chung là đầy đủ hết, full cục đời 27 nha Nam. Máy zin đầu nồi chưa rớt, máy bao nổ bao êm, nói chung là bao bao các kiểu nha. Dàn điện sườn thì full luôn đầy đủ chả thiếu gì, nói chung là nó full nguyên dàn điện sườn, thùng xăng lớn, dây xăng, boe đầy đủ hết. Còn full cục máy thì nó có hỏng xăng hỏng ga đầy đủ hết đó. Máy đời 27 nha nè, máy cực đẹp luôn, chưa vệ sinh. Giá cho full cục máy 150 FI phun xăng điện tử này mình bán là 11 triệu nha. Máy nguyên bản nổ bao im nha nha nè. Anh em có nhu cầu có liên hệ em nha, 0933 996 332 ha. Máy cực đẹp luôn. Mười một triệu cho full cục máy, full đầy đủ đồ luôn. Khen luôn. Nói chung anh em mua về ghét lên chạy nha, ngoài ra là không cần phải làm gì thêm nha. Đó. Full từ A tới Z luôn. Anh em nào mà mua về để độ chế vô xe này xe kia cũng được, mà về để hạ zin cho cục máy khi đã làm độ cũng được ha. Giá là 11 triệu nha, full đầy đủ đồ nha.